Và trong phần này của video đó, tôi muốn chia sẻ với các bạn thông tin liên quan tới Ethereum Tại vì chúng ta nhận được cái thông tin ngày hôm qua đó là cái difficulty bomb của Ethereum nghĩa là bom đầu khó đó đã bị trì hoãn. Điều này có nghĩa là gì? Thì bom đầu khó đó hay difficulty bomb, đây là một cái mã nguồn trong Ethereum Khi mà được kích hoạt đó thì sẽ khiến cho mạng lưới của Ethereum cực kỳ khó đào Tại vì sao họ phải làm như vậy? Tại vì họ làm cái gì để những thời đầu bỏ cuộc để cho họ có thể là thành công di chuyển dễ dàng qua hệ thống Group hệ thống cổ phần. Nhưng mà bơm đồ khó này đã bị trì hoãn rất nhiều lần. Thường nhớ được là lần đầu tiên thường chia sẻ với các bạn về bơm độ khó đó là năm 2017 rồi. Và mãi tới bây giờ đã vẫn chưa được kích hoạt. Và điều này cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ thấy Ether 2.0 sẽ bị trì hoãn. Tuy là chúng ta vẫn chưa biết ngày chính thức của Ether cái the merge là cái tích hợp sẽ diễn ra nhưng mà trước đây ra thì đội nói là sẽ trong thời gian khoảng chừng tháng 8 nhưng mà thường để chia sẻ với các bạn Ethereum thì cũng phải cộng thêm 3 tháng như là tháng 11 có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể thấy được là bom đầu khó sẽ trì hoãn dựa theo những cái tài liệu mà thuần đọc được đó là lý do tại sao mà họ trì hoãn bom đầu khó tại vì sau khi mà họ đã thành công thử nghiệm cái tích hợp the merge cái mạng lưới Robson đó mà thuần chia sẻ với các bạn tôi vừa rồi thì tuy là cũng đã thành công nhưng mà sau đó họ có khoảng chừng là 9% của validators như cái máy mà xử lý những cái giao dịch đó, có một số những cái lỗi cũng như là một số lỗi khác mà họ, đã tìm được cho nên họ cần thời gian để mà chỉnh những cái lỗi này lại và sẽ trì hoãn cho đến khi nào bây giờ đó thì nói là có thể tới tháng 9 hay tháng 10 của năm nay nhưng mà đội của team vì vẫn có cái lòng tin là sẽ thành công để chuyển đổi Ethereum thành Proof Stake trong nhiều năm nay đây là thông tin mới nhất liên quan tới Ethereum Proof Stake mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và thông tin này đã cũng có cái sự liên hệ với một thông tin khác mà nhiều bạn hỏi thường đó chính là cái tài liệu liên quan tới uh, SIT và premium đang bị đi thì có ý nghĩa như thế nào? thì đây là một thông tin rất là mới và thuận thực ra cũng không có theo dõi uh, Lido Team Stake cho nên uh, thuận cũng cập nhật thông tin và biết gì thì chia sẻ với bạn cái đó. Bây giờ nhiều thông tin uh, vẫn chưa có được xác nhận tại vì đây là thông tin quá mới nhưng mà thuận sẽ chia sẻ những gì mà thuận biết thì uh, có một cái dự án một cái nền tảng có tên là Lido Finance thì nhiều bạn có đã biết là các bạn có thể dùng Ethereum để mà đổi thành Ether 2.0 sau đó là các bạn có thể stake và nhận được cái lãi suất đến từ mạng lưới Beacon Chain của Ethereum đó là mạng lưới Proof Stake các bạn chỉ stake và lãnh cái phần thưởng mà thôi vì vẫn chưa làm được gì tại vì vẫn chưa thực sự chuyển đổi thành Ether 2.0 nhưng mà nếu như bạn làm như vậy đó thì các bạn phải lóc lại Ethereum của mình trong cái mạng lưới Proof Stake và không lấy ra được cho đến khi nào mà họ thành công cập nhật mạng lưới chuyển thành Ether Proof Stake thì các bạn mới lấy cái số tiền đó ra cộng với lại cái số tiền thưởng uh, mà các bạn nhận được từ staking cho nên á, những người nào mà tham gia vào staking thì phải có lòng tin rất là vững chắc vào Ethereum tại vì nếu như mà Ethereum Proof Stake mà không thành công đó thì các bạn sẽ không lấy ra Ether đã được mãi mãi bị lock lại bản thân thuận cũng đã chia sẻ với các bạn là thuận cũng có một số lượng Ether gửi vào staking Ether 2.0 để mà lấy lại và cái số tiền đó đó thường đã không thể đụng tới trong vòng hơn một năm qua rồi tại vì không thể nào lấy ra được nó nằm trong hệ thống ether 2.0 và nếu như mà không thành công thì thường chấp nhận mất hết cái số lượng ether đó tại vì đó là một trong những cái hành động mà thường muốn cho các bạn thấy lòng tin của thận về ether ra sao thời điểm đó thì làm như vậy đó nhiều người sẽ không thích tại vì các bạn thấy được là các bạn tham gia vào staking nhưng mà các bạn nhiều khi muốn bán hay là muốn di chuyển thì cần phải làm được điều đó cho nên nhiều người không có thích tham gia vào staking Ether 2.0 vì lý do này. Nhưng mà có một cái hệ thống gọi là Lido Finance thì đây là một cái nền tảng mà các bạn có thể là gửi đồng Ether vào để mà stake cho Ether 2.0. Nhưng mà đây là liquid staking có nghĩa là họ sẽ đưa cho các bạn một cái token đại diện có nghĩa là cái token STE Token STE này đó là cái token tài sản đại diện cho cái số lượng Ether các bạn gửi vào Một đồng Ether sẽ có một đồng STE Và họ sẽ stake cho các bạn Rồi các bạn sẽ nhận được phần thưởng staking Nó sẽ thấp hơn là các bạn tự stake Tại vì đương nhiên họ cần phải quản lý cái hệ thống này nhưng mà ngược lại đó thì các bạn được một cái lợi là cái đồng STX này các bạn có thể dùng để mà trade, các bạn có thể bán để mà lấy tiền ra Cho nên các bạn không cần phải quan tâm đến việc là không lấy tiền của mình ra được từ hệ thống Staking 2.0 Đây là cái hiểu đơn giản về Lido Finance Thì đương nhiên khi mà thường nói với các bạn là một đồng Ethereum thì sẽ có một đồng STX làm đại diện thì các bạn thấy được là hai cái này đương nhiên giá cả nó phải bằng nhau nhưng mà điều mà nhiều người nói đến trong thời gian hai ngày qua đó là không phải là như vậy nhìn vào tài liệu này được chia sẻ ở trên CoinMarketCap Market Cap đó thì các bạn thấy được là hai cái này đã không còn giữ cái mức tương quan là 1:1 nữa một đồng ether là một đồng STX mà các bạn thấy được là cây đồng STX đã depeg rồi có nghĩa là đã mất giá trị so với đồng tiền thực sự Điều này đã làm cho nhiều người khá là lo lắng nhất là chúng ta mới vừa trải qua cái hiện tượng DPEG của đồng UST trên mạng lưới của Luna cho nên đây là một trong những đề tài mà nhiều bạn hỏi thường là thường có thông tin gì hay là không thì để thường chia sẻ những gì mà thường biết đã dựa theo những gì mà thường biết đó thì chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra tại vì có nhiều người đó họ chuyển đổi đồng STE của mình thành đồng Ethereum các bạn đã nhớ đây là một cái hệ thống mà cho các bạn hoàn toàn có thể đổi ngược trở lại có nghĩa là các bạn có thể dùng Ether để tạo đồng STE vừa có thể nhận được lãi suất từ staking vừa có thể dùng đồng này để mà trade hay là bán hay là thậm chí các bạn có thể dùng đồng này để mà đổi ngược lại đồng Ethereum thông qua rất là nhiều cái pool và một chiến thức pool lớn đó chính là cái um, curve pool đây là cái pool mà nhiều bạn cũng uh, đã quen thuộc rồi thường đã làm một vài cái video cách đây 2 năm khi mà chúng ta you farming thì chúng ta có thể dùng cái hệ thống này thì các bạn thấy được đó vì quá nhiều người đột ngột đổi đồng STE thành Ethereum dẫn đến là cái giá trị đã bị lệch đi và cái pool này hiện bây giờ đó là có 24% Ethereum còn lại là STE nghĩa là nó đã bị mất cân bằng rồi nhiều người họ lo sợ một điều gì đó mình sẽ chia sẻ với các bạn và một những lý do mà tại sao mà nhiều người lo sợ đó chính là những cái tin bây giờ liên quan tới là Alameda Research. Đây là công ty mà đứng sau lưng là Sam Bankman Free, có nghĩa là CEO của sàn FTX đó, đã bán đi 50.000 đồng STE dẫn đến nhiều người lo sợ không biết là họ có biết cái gì hay là không có phải là đây là một cái sự bắt đầu của một sự sụp đổ hay là không dẫn đến nhiều người cũng bán đồng STE của mình đổi qua thành đồng Ethereum dẫn đến cái sự trên lệch đó Thêm vào đó nữa đó là chúng ta có một số những cái tin đồn liên quan tới hệ thống Celsius Network. Đây là một cái công ty mà cho các bạn gửi crypto để mà lấy lại đó. Thì để không chia sẻ chi tiết hơn với các bạn. Thì chúng ta thấy được cái mà chúng ta đang nói tới đó là cái giá của tiền bây giờ trên thị trường là 1468 đồng 92 cent ở thời điểm này và chúng ta thì được là cái giá trị của đồng Lido Stake Ethereum đó đồng STE là 1413 thì rất rõ ràng cái giá của đồng STE đã thấp hơn cái giá Ether thật sự và bây giờ đó không còn thấp hơn 5% như là nói tới trong bài viết này nữa mà thấp hơn chỉ khoảng là 3,6% mà thôi nhưng mà vẫn thấp hơn là giá Ether thật sự đó là điều không nên xảy ra và bây giờ đó thì cái sự khác biệt các bạn thì được chúng ta vẫn có thể lên trên Curve Finance để có thể đổi Ethereum thành STX hay là ngược lại. Nhưng mà các bạn có thể thấy được là cái giá trị nó sẽ thấp hơn như thông mới vừa chia sẻ là khoảng 3,6%. Và thêm vào đó đó là chúng ta thấy được là có cái công ty Alameda Research họ đột ngột bán 50.000 đồng STE làm cho nhiều người lo ngại và chúng ta lại có nhiều cái chuỗi chia sẻ như là đây là một tài liệu được chia sẻ bởi Small Cap Scientist. Có nhiều điều mà người này nói đó là những lời cáo buộc mà thôi chứ chưa có thông tin thật sự cho nên thường không có muốn chia sẻ với các bạn chi tiết trong bài viết này. Nhưng mà cái mà họ nói tới đây đó, như họ nói tới Alameda Research đã bán đi 50.000 ý nhưng mà họ nói tới đồng ngoại trừ Alameda Research đó, Thì đây là những công ty lớn Mà lưu trữ số lượng lớn đồng STX Đó chính là công ty A16Z, Alameda Chúng ta mới vừa nói tới Coinbase Paradigm, DCG Và Three Arrows Capital Đây là những cái công ty mà lưu trữ nhiều STX mà chúng ta đã thấy được là động thái đến từ Alameda. Nếu như mà những công ty Còn lại đó mà đột ngột lo sợ Và bán đi số lượng STX của mình Đổi thành Ethereum thì cái sự đi cái sự mất cân bằng giữa giá của đồng STE và đồng Ethereum nó còn sẽ sâu hơn nữa. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì đó là có một cái sự cáo buộc liên quan đến công ty Celsius, Celsius Network. Thì Celsius là công ty mà các bạn cũng đã biết là gửi để các bạn có thể lấy lại đó. Bạn biết đại thùng cũng đã có sử dụng đó chính là công ty các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì gửi giống như là block file mà thôi. Nhưng mà công ty này đó thì dựa theo small cap scientist đó thì họ đang có rất là nhiều ethereum của mình chuyển thành đồng STX tại vì cái mà công ty này đã khác với công ty còn lại đó thì để trả lại cho người sử dụng đó thì công ty Celsius họ sẽ sử dụng nhiều cái ứng dụng DeFi có nghĩa là họ cho các bạn lãi các bạn đưa tiền cho họ các bạn đưa Ethereum cho họ các bạn đưa những đồng khác cho họ thì để trả lại cho các bạn đó thì Celsius sẽ dùng tiền đó để mà tham gia vào nhiều ứng dụng DeFi để lấy cái tiền lãi và nhiều ứng dụng DeFi đó dựa theo tài liệu đương nhiên công ty Celsius bây giờ họ đã từ chối nhiều nhưng mà Celsius dựa theo nhiều thông tin thì cũng có tham gia vào cái vụ liên quan tới Luna UST, cho nên nhiều người nói là có thể họ đã lỗ rất nhiều và trong cái bài viết được chia sẻ bởi cái trang web này thì cũng nói là sao ngoại trừ liên quan đến cái vụ UST bị lỗ đó họ cũng có lỗ liên quan đến một số những ứng dụng DeFi như là 70 triệu trong cái stack exploit rồi 50 triệu trong cái ba chữ đào và nhiều cái lỗ khác khi mà liên quan đến DeFi có nghĩa là sales lấy tiền của người gửi sau đó họ đi tham gia vào DeFi Rồi họ cũng bị lỗ Tại vì nhiều cái DeFi đó, đó là bị những cái Tấn công Cho nên bây giờ Celsius á, thậm chí là Không có ổn dựa theo Lời cáo buộc của Small Cap Scientist Thì Small Cap Scientist nói là Công ty Celsius á, Dùng Ethereum của người gửi để mà gửi vào trong Lido Finance để mà lấy lãi và họ đang lưu trữ tới 450.000 đồng ST Ethereum đáng giá lên tới là 1,5 tỷ đô la. Thêm vào đó đó họ dùng một ứng dụng DeFi khác là AV thì trên AV đó họ cũng đã gửi vào 2,5 tỷ đô la đồng ST dùng làm thế chấp để mà mượn ra 1,5 tỷ đô la tiền đi dùng làm chuyện khác thì cái mà Small cap, Sciences nói đây đó là khi mà chúng ta thấy những công ty lớn như là Alameda Research đó, bán cái số lượng lớn đồng STE làm cho nó mất cân bằng ở trên thị trường dẫn đến là có thể là nhiều nhà đầu tư cũng sẽ muốn rút tìm ra khỏi hệ thống của Celsius nhưng mà khi mà làm như vậy đó thì có đủ tiền để mà trả cho những người đó hay là không Trong khi mà họ đang lưu trữ nhiều đồng ST như vậy Thì đương nhiên họ có thể là đổi đồng ST trở thành đồng Ethereum để mà trả cho người gửi Nhưng mà nếu như mà họ đang lưu trữ số lượng lớn như là được nói tới bởi Small Cap Scientist Khi mà họ đổi số lượng lớn này thành Ethereum Thì có phải là sẽ tiếp tục mất cân bằng Và sẽ dẫn đến là cái giá giữa Ethereum và cái giá của Lido Stake Ethereum sẽ càng ngày càng trên lệch nhiều hay là không Và điều này đó có nghĩa là gì dựa theo Small Cap Capital Scientist ấy, thì nói là bây giờ họ dùng 2,5 tỷ đô la ST tầm thế chấp thì nếu như mà giá của ST giảm đó, mà giảm mạnh thì có thể là cái số tiền này của họ sẽ bị thanh lý và họ sẽ bị mất đi rất là nhiều và điều này có thể dẫn đến là công ty sale sẽ, sẽ bị phá sản và không có đủ tiền để mà bồi thường cho người gửi vào. Tôi hy vọng là các bạn hiểu nó cũng hơi phức tạp một chút. Nhưng mà đó là lời cáo buộc mà thôi. Dựa theo thông tin á, thì các bạn thấy được là Lido Financial đã đứng chính lại là cái giá giữa Ethereum và ETH thì thực sự là cũng không có quan trọng lắm đâu đối với họ tại vì cái mà họ đảm bảo là một đồng Ethereum đổi thành một đồng STX và ngược lại cho nên bây giờ bất cứ ai muốn đổi đồng Ethereum thành đồng STX thành ngược lại đều có thể làm được à, tại vì họ có lưu trữ cái số lượng Ethereum là 1 trên 1. Cho nên không có giống như là UST, UST đó là không được đảm bảo bởi cái số lượng cần thiết cho nên mới xảy ra chuyện đó. Vì lý do đó đó thì họ không biết được là tại sao mà mọi người lại có cái sự lo sợ như gì tại vì các bạn không muốn lưu trữ STE thì vẫn có thể đổi thành Ethereum Chỉ có là cái giá trên sàn nó sẽ bị trên lệch mà thôi Nhưng mà các bạn đổi ra Ethereum theo những bán với giá Ethereum hiện tại Nhưng mà nhiều người đó thì có cái sự lo sợ là nếu như mà Celsius thực sự có mượn cái số tiền lớn như là được nói tới trong bài viết này là 1,2 tỷ đô la dùng đồng STX đồng thế chấp mà đồng STX mức giá so với Ethereum và đang bị bán mạnh đó, thì có thể dẫn đến là họ sẽ bị thanh lý khi mà họ bị thanh lý đó mà họ cần phải có tiền để mà trả cho những người mà rút tiền đó, thì họ sẽ đổi thành Ethereum và sau đó họ có thể bán Ethereum để mà lấy lại cái số tiền trên lệch đó chứ nếu như bán đồng STX mà giá thấp thì đâu có được cái số tiền đó đâu thì sẽ dẫn đến là Ethereum cũng sẽ bị đâm rất là mạnh trên thị trường đó là những cái sự suy đoán bây giờ mà thôi Thường thì chia sẻ với các bạn đó là hồi sáng này chúng ta cũng nghe nói tới Dylan Declare thì Dylan Declare là một trong những người mà rất là thích Bitcoin cho nên việc tấn công Ethereum cũng là chuyện bình thường mà thôi Dylan Declare cũng tung ra một cái vết à, nói là Celsius á, đã bán token sale của mình rất là nhiều à, để cho họ cần tiền để giải quyết cái vụ Lido Finance này nhưng mà Alex Brzezinski của Celsius thì cũng đã nói là điều này không đúng sự thật. Đây là cái địa chỉ ví của công ty và có thể thấy được là công ty chưa hề bán đồng Celsius như là được nói tới bởi de Declare có nghĩa là đây là một cái thông tin phớt mà thôi không phải là sự thật. Và giá của Celsius thì các bạn hiểu được sau khi có những cái tin phớt này thì giá của đồng Celsius cũng đã giảm mạnh từ ngày à, 9 tháng 6 đó. Lúc đó là giá khoảng chừng 67 cent. Các bạn thấy được giảm xuống tới cái mức thấp đó là ngày hôm qua khi mà tin này được tung ra đó chỉ còn có 27 cent mà thôi giảm rất là mạnh trong vòng vài ngày hôm nay thì có sự hồi một chút ở mức là 39 cent thì chúng ta vẫn chưa có hiểu rõ là có thật sự là Celsius mượn số tiền 1,2 tỷ này hay là không và dùng đồng STI để dùng nào thế chấp và nếu như mà thật sự như vậy đó thì đồng STI này giảm tới mức nào thì dẫn đến là cái số lượng tiền này bị thanh lý và dẫn tới những cái như là thường vừa chia sẻ với các bạn đây là những thông tin mới nhất mà thuận nhận được và thuận muốn chia sẻ mà thôi. Nhưng mà nào mà theo dõi cái vụ này chuyên sâu hơn nữa hãy comment ở bên dưới để các bạn hiểu thêm về Celsius thì các bạn đã biết là thuận cũng đã đưa một cái thông tin gần đây là thuận đang trong cái quá trình là giảm bớt cái số lượng tiền gửi trong những cái dịch vụ như thế này và đối với Celsius thì hồi sáng nay thuận cũng đã rút hết tiền ra khỏi Celsius rồi. Tại vì không biết là thật hay là giả nhưng mà thuận cảm thấy là Celsius cứ dính vào rất là nhiều những cái sự kiện như là UST. Cho nên Thuận thì thực sự là không có muốn suy nghĩ nhiều Khi mà để tiền vào trong một cái công ty như là Celsius Cho nên ta không có lưu trữ nữa Ở thời điểm hiện bây giờ Đó là điều Thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đây Và ở thời điểm kết thúc video này đó Thì các bạn thấy được giá BTC đã, đã có cái xu hướng giảm thêm Ở mức là 27.098 Lý do thì chúng ta có thể thấy được là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đang trên đà đi xuống Chúng ta nói tới chỉ số Futures Bây giờ đã giảm 1,41% rồi cho Nasdaq Futures và một lần nữa, thưa các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital đó thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu thêm như là các bạn nhận được bonus đến những sàn lớn hay là các bạn có thể nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% mãi mãi những sàn lớn như là Binance, Bybit, FTX v.v. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn! Let's go. Yo, I'm like an addict, Dude, I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got